Xin mến chào quý cô chú và anh chị và các bạn gần xa đến xem kênh của em ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì vườn mai của bạn Nam ha. Tiếp tục là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình luôn mai giống mai ghép bên vườn của bạn Nam ha. Hôm nay thanh lý xả hàng cho cô chú anh chị mình luôn ha. Mất giá siêu ưu đãi luôn cả nhà. Còn cả nhà mình vào xem thấy cái này giá cao lấy ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay tiếp tục đến cái kênh cũng giao lưu cô chú anh chị mình lo mai về cho cô chú anh chị mình cho Tết 2024 nha cô chú anh chị. Rồi. Thì và một cây đầu clip là mã số 31X nha, một cây cúc họ Hương ha. Thì cái lô này em còn khoảng mấy chục cây nữa ha. Thì em sẽ ghé cho cô chú anh chị mình về cho Tết luôn ha. Rồi. Thì và một cây đầu clip mã số 31X, một cây cúc họ Hương. Cây thì nhúc nụ thì lên hết rồi ha cô chú anh chị. Rồi. Nụ rồi, nói chung là có lên hết rồi nha cả nhà. Cái này thì ví dụ mọi mặt lá đều có nụ ha. Cô chú anh chị mình mua thì sẽ tặng cho cô chú mình một bịch dưỡng nụ ha. Rồi. Về cho cô chú anh chị mình thấy mình lặt lá ra, nó chưa lên đều thì cô chú anh chị mình xịt vô. Rồi, thông số luôn các bạn ha. Rồi. 31X. Quanh thân là được 15. Rồi. Chiều cao 1m05. Tán ngang là được 1m06. Rồi, cái cúc hồng hương giao lưu cô chú anh chị mình giá là 700 nha. Rồi, 700 ngàn bao ship các bạn. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 32X cũng là một cây siêu bông Sài Gòn đó nha cô chú anh chị. Rồi. Ồ, nút nụ nè cô chú anh chị ha. Chẻn chẻn luôn. Nút nụ rồi nhìn thấy nha. Cái này mình phải lật lên nó mới biết thấy được nút nụ của nó nhiều. Siêu bông Sài Gòn ha cô chú anh chị ha. Rồi, rồi mã số 32X. Rồi thông số luôn các bạn. Hoành thân là được 15.5-15 thôi. Rồi. Cao là 87. Tán ngang 94. Rồi. Cái này giao lưu của chú anh chị giá là 650 thôi. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 33X cũng là một cây cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Rồi. Câu cây nút nụ cũng quá chừng luôn cô chú anh chị. Thằng dễ hương, họ Hương thì nó sẽ nhanh nở ha. Nên nút nụ nó lên như vậy là vừa ha cô chú anh chị. Nói chung là nụ lên cũng khá cô chú anh chị ha. Nút nụ không quá tệ đâu cô chú anh chị. Nút nụ là lên mỗi mắt lá đều có nè. Lá hơi nhiều quá, dày lá quá nên là mình nhìn thấy cái dàn nụ không nhiều ha. Rồi, quỳnh thân là được 13 ha. Lặt lá mới thấy được nụ đó cô chú anh chị ha. Chiều cao 98. Quá xá nụ nha. Tán ngang 78. Cúc họ Hương này thì bông chùm đó cô chú anh chị. Cái nhánh này nè, cô chú anh chị mình thấy nè. Đó, mỗi mắt lá đều có nụ trong đây nha cô chú anh chị. Không phải cái nào thấy ha. Nè, đó, mỗi mắt lá đều có nụ ha. Rồi, cúc họ Hương vô cô chú anh chị mình giá là... Rồi 650.000 của chú anh chị. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 34X cũng là một cây cúc họ Hương luôn. Cây tàn khá tròn luôn của chú anh chị. Nút nụ thì cây này quá chừng luôn. Rồi. Đây. Về luôn của chú anh chị ha. Bông một cái nụ gì mà nở bông chùm nữa ha. Thì 3-4 bông nữa. Thì nó sẽ đặt cây luôn của chú anh chị. Quá trời nụ luôn nha cô chú anh chị. Nụ cực kỳ nhiều luôn ha. Rồi. Quỳnh thân là được 15. Rồi. Chiều cao 96. Tán ngang được 90. Rồi cái cúc họ Hương giao lưu của chú anh chị giá 700 nha. Rồi, 700 ngàn ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 35X. Rồi, 35X cũng là một cây cúc họ Hương đó nha. Cây thì tàn khá là tròn luôn cô chú anh chị, nút nụ thì đều cây luôn á. Quỳnh thân là được 10. Chiều cao là 92. Tán ngang 86. Rồi. Rồi cái cúc hồng hương này giao lưu với cô chú anh chị mình giá 500.000 bao phí ship luôn. Rồi mình đợi cây luôn nha. Rồi. Rồi mã số 36X. Rồi 36X cũng là một cây mai xoắn nha cô chú anh chị. Bình thân là được 15. Nóc nụ có nha cô chú anh chị. Chiều cao 86. Tán ngang 62. Rồi. Cây này thì có cái nhánh này hơi lơi ha cô chú anh chị. Nhưng mà mình chơi bông thì vẫn rất là ok ha. Rồi, cái này giao lưu của chú anh chị mình mã số 36X 500 ngàn. Rồi, bao ship luôn các bạn ha. Rồi. Mã số 37X cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn nha cô chú anh chị. Cây nút nụ của chẻn chẻn luôn cô chú anh chị ha. Quá chừng nút nụ thấy ghiền luôn. Đều cây luôn cô chú anh chị ơi. Đều cây luôn á. Nút nụ sáng ha. Quá trời nụ luôn nha. Nhánh nào nè, toàn cây luôn. Rồi, thông số luôn nha bạn. Rồi. Quỳnh thân là được 12. Rồi. Chiều cao 76. Tán ngang 95. Rồi. Cái này giao lưu của chú anh chị giá 700 nha. Rồi 700 ngàn ha. Rồi.
Rồi mã số 38X. Rồi 38X cũng là một cây cúc họ Hương đó nha cô chú anh chị. Cây này ha, lùng lùng nhưng mà tàn tròn đều lắm cô chú anh chị. Rồi. Đây, nút nụ thì có hết nè cô chú anh chị, cứ yên tâm ha. Em bao nút cho cô chú anh chị mình luôn. Nụ. Quỳnh Thân là được 11. Nụ ngon lành nha cô chú anh chị. Chiều cao 97. Tán ngang mốc 1m10. Rồi cái cúc họ Hương Zalo cô chính chị mình giá là 550 nha. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi. Nét nha cô chính chị. Rồi, tiếp theo là mã số 39 nét. Cây cúc họ Hương nha. Cây tràn tròn, hai cây có củ nha cô chính chị. Quỳnh Hân là được 15. Rồi. Củ là 21. Nụ có ha. Chiều cao 86. Mọi bắt lá đều có nụ nha. Tán ngang 98. Rồi cây Zalo cô chính chị mình giá là 650 thôi. Rồi, 650 mã số 39X. Rồi, cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 40X cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị ơi. Cây này tàn kẹo quá đẹp. Ồ, luôn cô chú anh chị quá, ơi. Quá chừng để tàn tròn luôn. Nút nụ thì lên hết rồi nè. Cô chú anh chị mình không? Chỉ là một cái nụ bông của nó thôi mà lên là 1, 2, 3, 4, 5 bông nữa ha. Nụ còn rất là nhiều nha. Đó, 1, 2 cái bông gió đó. Thôi nha cô chú anh chị. Cái này là bông gió thôi cô chú anh chị ơi. Đây nè, lật lên cho cô chú anh chị mình xem nè. Quá trời nụ nha, lừ nụ luôn á. Thì nó xin đặt cây hết á. Cây này nở cái là đặt cây nha cô chú anh chị. Rồi, xong số luôn nha bạn. Hoành thân của cây là được 22. Rồi. Chiều cao là được 1m09. Tán ngang là được 1m20. Rồi. Rồi, cái siêu bông Sài Gòn mã số 40X. Em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 1.800.000 nha. Rồi, 1.800.000 bao ship luôn hả bạn ha? Đúng rồi. Rồi, cây này cuối clip luôn cho bạn. Cây này cũng là một cây cuối clip em luôn. Thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip á. Và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ em nha. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094. Cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Em xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho bạn Nam trong các clip trước cũng như clip này. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cái nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ. À.